Tại nhiều thành phố lớn trong cả nước, cụm từ kinh tế đêm đã không còn xa lạ. Có thể kể đến nhiều địa phương như là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hội An. Tuy nhiên, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì đây là vấn đề còn khá mới mẻ. Nhận thấy tiềm năng chưa được đánh thức thì các địa phương đã bắt đầu tập trung khai thác. Như tại Hậu Giang, một đề án phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 vừa được phê duyệt với tổng vốn đầu tư lên đến 12.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh sẽ hình thành 6 đến 7 tổ hợp vui chơi, giải trí và có ít nhất 2 sản phẩm văn hóa văn nghệ mang tính đặc trưng cho địa phương. Ngoài ra, Hậu Giang cũng sẽ xây dựng ít nhất 4 tuyến du lịch kết hợp giữa ban ngày và ban đêm với thời gian lưu trú trung bình từ 2 đến 3 ngày. Mục tiêu của địa phương là đến năm 2030 sẽ đón khoảng 1 triệu 500 ngàn lượt du khách với tổng doanh thu ước đạt khoảng 1.500 tỷ đồng. Cùng với Hậu Giang, trước đó Cần Thơ cũng đã triển khai đề án phát triển kinh tế đêm. Quận trung tâm Ninh Kiều sẽ là địa phương thí điểm để tổ chức. Nhiều sản phẩm du lịch mới đã được đưa ra mắt, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách khi đến với đất Tây Đô. Trong đó điểm nhấn là tuyến phố đi bộ Ninh Kiều. Tuyến đường Hai Bà Trưng vốn quen thuộc, nay bỗng trở nên lạ lắm. Lạ là bởi tiếng còi, tiếng động cơ xe cộ thường ngày, giờ đã không còn. Từng trải nghiệm phố đi bộ ở nhiều nơi, nhưng các vị khách này không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nơi đây. Rất là đông này, rộng này, mà rất là mát mẻ này. Ở đây con người rất là thân thiện, món ăn ở đây rất là ngon. Mà đi một lần chỉ muốn đến 1-2 lần nữa, mới về. Cứ đến 18 giờ, phố đi bộ bắt đầu lên đèn. Trên chiều dài khoảng 700 mét, du khách vừa có thể tham quan, chụp ảnh, vừa thưởng thức ẩm thực và mua sắm. Với họ, đó là ấn tượng khó quên trong chuyến du lịch tại vùng sông nước miền Tây. Nó mang được nhiều cái sản phẩm đặc thù của cái chất miền Tây Nam Độ mình ở đây. Thì kết hợp giữa đi bộ, đi dạo, ăn uống và mua các cái sản phẩm đặc trưng của miền Tây Nam Bộ thì đó là sự kết hợp rất là tốt. Phố đi bộ hoạt động, cả tuyến đường nhỏ bỗng trở thành một sân khấu lớn. Thanh âm rộn ràng, ánh sáng đầy màu sắc, sự xuất hiện của các bạn trẻ tạo nên không khí đầy sôi động bên dọc sông Hậu. Đó là một cái sân chơi dành cho tất cả những bạn là yêu thích K-pop tại Cần Thơ. Ngày cuối tuần nó làm mình thay khỏa giảm stress nhiều hơn, và em thấy rất là vui luôn. Giữa màn đêm, thành phố bỗng trở nên lung linh. Tuyến phố đi bộ đã và đang góp phần tô điểm cho diện mạo mới trong hoạt động du lịch của thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiềm năng là có, thế nhưng để khai thác nó còn là cả một chặng đường dài. Bởi theo khảo sát, hầu hết các hoạt động về đêm hiện nay tại đồng bằng sông Cửu Long thường kết thúc khá sớm. Khoảng 22 giờ, các tuyến đường đã vắng người qua lại, hàng quán đóng cửa, dù có muốn thì du khách cũng chẳng có nơi nào để tham quan. Và câu hỏi được đặt ra lúc này là làm thế nào để khai thác kinh tế đêm một cách hiệu quả, đặc biệt là tạo nét riêng cho các sản phẩm du lịch. Nhiều đề xuất đã được gợi mở để biến tiềm năng thành cơ hội. Cần Thơ cũng có rất nhiều cái lợi thế so với các tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long, vừa là điểm đến mà vừa là điểm dừng, thành ra khách tập trung ra nhiều. Và ở đây tập trung các đầu mối giao thông, đường bộ cũng như đường hàng không, thành ra nó có lợi thế đó. Thứ hai là ở Cần Thơ đó tập trung nó nhiều cái thiết chế vui chơi hiện đại và cái tính độc đáo hơn là những nơi khác. Đã triển khai đến với tất cả các doanh nghiệp và có những cái mô hình kinh tế bảo quản đêm ở vùng sông nước, ở khu vực các cái khu vực chợ đêm đã thu hút được rất là nhiều khách du lịch. Việc quan trọng của chúng ta bây giờ là chúng ta chỉ kết nối nó lại và làm cho nó có thể một cái hệ thống hoàn chỉnh về một cái quy trình. Chúng ta từng các tuyến phố này kết nối với nhau, tạo thành một cái mạng lưới, làm sao những cái dịch vụ này nó bổ trợ cho nhau. Chúng ta nên đầu tư xây dựng cái mobile app với cái việc chúng ta sẽ cung cấp nhiều cái tính năng hữu ích để mà du khách và các cái đối tượng mà chúng ta nhắm tới có thể truy cập dễ dàng những cái thông tin cần thiết về cái sự hấp dẫn của cái kinh tế ban đêm cũng như là về cái điểm du lịch. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác.
Bằng nghị lực và sự sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ, nhiều mô hình khởi nghiệp đã thành công, góp phần vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động khu vực nông thôn. Dù tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng mà anh Nguyễn Tấn Sang ở huyện Phong Điền, Cần Thơ lại quyết tâm làm giàu bằng nghề nông. Nhật Minh được biết là 5 năm trước khi mà bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học á, thì anh cũng bắt đầu cải tạo cái vườn thực của mình. Và đến nay thì khi vừa nhận tấm bằng cử nhân, anh đã có mô hình canh tác thành công với thu nhập mỗi năm lên đến nửa tỷ đồng. Đầu tiên trái mít này muốn thử là dạ cái mặt này thử mình coi cái độ muối nè. Như cái độ có xi đen không nè. Này mới đúng màu đó nè. Cái này là đạt tuyệt vời luôn. Vì bây giờ mình cầm mình ăn lên nó thì nó rất là giòn, ngon. Hiện nay giá nó đang sốt giá có lúc này là đang trên 80.000 một ký. 23 tuổi, 5 năm làm vườn, anh Sang đang có hàng ngàn gốc mít ruột đỏ. Kiểm tra từng trái, chăm từng cây, anh học hỏi và tích lũy kinh nghiệm canh tác từng ngày. Hiện tại khu vườn rộng 2 hectare đã cho trái quanh năm, năng suất đạt chừng 30 tấn. Cái này là cắt bỏ luôn. Trung bình một cây này là khoảng để khoảng 5 đến 7 trái nè. Tại vì cái cây mà nhiều trái quá thì nó sau này nó sẽ mất sức cái cây. Dù sao mình năng sức mình không có được cao nữa. Cây mít ruột đỏ mọc cho trái chỉ sau 18 tháng trồng. Nhưng hướng canh tác bền vững đã được anh lựa chọn từ trước khi thu hoạch lứa trái đầu tiên. Chỉ ha. 2, 4, 6, 8, 10. Nếu như mít này nguyên hết tấm này thì nó tầm khoảng 8 triệu mấy 9 triệu. Tại vì vườn em hiện tại cũng đạt chuẩn Việt Gáp rồi nên là hiện tại sắp tới em dự kiến em là muốn cho phát triển thêm về vấn đề mình đạt chuẩn hữu cơ luôn. Và không chỉ vườn em sau này thì còn bà con ở khu vực đây nữa thì sẽ đưa những trái cây sạch đó ra trong nước và cả thế giới luôn. Cũng nói thật là một mình anh Sang này cũng không thể nào làm nổi hết, tức là phải thuê mướn thêm, tức là bản thân anh Sang cũng đã giải quyết rất là lớn cái lượng mà lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Xã còn trẻ thì mình cố gắng mình làm thôi, mình nản thì nó đâu có còn gì cuộc sống mình nữa, mình còn trẻ cứ tự do thoải mái làm. Mà làm cái gì không ảnh hưởng gia đình mình thôi, mình làm sao mà cho hiệu quả thôi. Quý khán giả và Nhật Minh biết không, khi mà làm việc căng thẳng á, thì Ái Hậu thường tìm đến những nơi yên ả thanh bình nè, để cho đầu óc của mình thư giãn cũng như là tiếp thêm năng lượng cho những ngày làm việc mới. Như vậy thì Ái Hậu và quý khán giả có thể chọn quán trà mà Nhật Minh sắp giới thiệu ngay sau đây. Đến đây thì Ái Hậu không chỉ được thưởng thức các loại trà hay là thức uống ngon đâu, mà còn có thể được thu hoạch nhiều loại cây mới lạ, rồi trái cây, rau củ nữa. Đây cũng là điểm hẹn lý tưởng cho gia đình vào dịp cuối tuần. Ý tưởng thì thật sự rất là nuôi nấng rất là lâu rồi. Mình muốn làm một cái quán mà tự mình trồng cây, rồi tự mình trang trí, rồi dùng những cái sản phẩm mà mình trồng được từ thiên nhiên để mình cung cấp cái thức uống sạch cho khách hàng. Mình rất yêu thích cây, rồi sau này khi lớn lên thì mình yêu hoa, rồi mình muốn trồng, mình khi mình tiếp xúc với những cái cây cỏ thiên nhiên, cảm giác con người của mình nó rất là dễ chịu, nó thư thái. Xuất phát từ niềm đam mê của bản thân và được sự ủng hộ từ gia đình, quán trà nhỏ với phong cách nhẹ nhàng xanh mát này đã ra đời. Vượt qua khó khăn bước đầu, đến nay quán trà của chị Hoàng Anh đã có lượng khách nhất định tìm về. Cô tới cái quán này là do cô thích đi cà phê lắm. Cô đi hết luôn, hãy cái quán nào mới là cô tới đi. Thì cô thấy cái quán này ở trên trang mạng á, rồi cô tới. Quán này nó gần gũi thiên nhiên, không khí nó trong lành nha, nó là với là nó có nhiều cái cây trồng nữa nè. Mình dẫn con đi, mình giới thiệu cho con biết nhiều. Nhất là cái bố trí và cái cách chăm sóc hoa thì nhìn thấy được là cái chị chủ là một cái người đam mê. Mình kinh doanh vì đam mê. Giữa phố thị ồn ào hối hả thì một không gian yên bình như thế này sẽ giúp cho tâm hồn thêm thư thái. Và một điều đặc biệt khi đến đây đó là chúng ta có thể tự tay thu hoạch những loại nông sản tươi ngon như thế này để chế biến thành nhiều loại thức uống tốt cho sức khỏe. Một Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng thành phố Cần Thơ, một nơi lý tưởng để thả hồn giữa cỏ cây hoa lá. Cùng nhau
nhau thưởng trà giữa vườn xanh, cùng tận hưởng không khí bình yên để gắn kết thêm tình cảm gia đình, bè bạn, để qua đó tiếp thêm năng lượng cho những hành trình tiếp theo trong cuộc sống. Cái điều mà làm cho mình có động lực thêm nữa là khi khách hàng tới đây, mình nghe được những lời tâm sự của khách hàng nói khi mà sau khi những buổi làm việc cảm thấy nó mệt nhọc, lại đây cảm thấy nó nhẹ nhàng, thư thái, mình cũng thấy vui trong lòng.